Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại clip tiếp tục của tớ. Chúc toàn thể anh em có một buổi trưa xem clip thật là mát lành. Ngày hôm nay tớ đang có mặt tại Vinagame, server Họa Hổ, Vinagame Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Ngày hôm nay thì tớ quay trở lại và làm series về review các cái app top của Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Có lẽ là anh em cũng rất là mong chờ những cái quả review hiện tại là trên thị trường Võ Lâm Truyền Kỳ 2 là hiện tại có những cái app nào đang là top hệ phái. Ngày hôm nay thì mình có mượn được một cái ác gọi là thuộc dạng là Nga Mi Đàn cũng top anh em nhé. Không phải là top 1 nhưng nó cũng là top của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 về Nga Mi Đàn. Đó chính là Nga Mi Đàn Genji. Và hôm nay thì mình sẽ review cho anh em con Nga Mi Đàn Chu Tức Tướng này. Trang bị của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 thì tướng soái thì vẫn là Chu Tước. Vâng, tướng soái thì vẫn là Chu Tước anh em nhé. Và anh em có thể thấy là hiện tại trên màn hình thì con một Nga Mi Đàn với lượng máu rơi vào gần 1.964.000. Quân hàm tiên phong nhưng vẫn mặc được tướng. Thì cái này tướng giải thích nhiều rồi, bởi vì là bây giờ hiện tại thì Vinagame họ quy định đấu tướng là có hai cách. Một là quân hàm tướng và thứ hai là anh em có thể đủ công trạng thì anh em mặc được. Cho nên là nó sẽ nhiều anh em ví dụ như không cày được tướng thì chúng ta vẫn có thể mặc được đấu tướng. Ok, thì anh em phải thấy là đồ đạc đây, đây là bảng F3 này, F7. Mình sẽ review một chút nhá, mình sẽ soi đồ một chút trước, sau đó là mình sẽ test ác sau nhá. Đó là quy trình của mình. Thì đầu tiên anh em có thể thấy F7, chưa phải F8 anh em ạ. Tin tức, chuyển sinh 19-19, hóa cảnh 190 mạch. Thì con này là cày top server mới anh em nhá. Cày top server mới và lấy Chu Tức Tướng. Lấy Chu Tức Tướng và sau đó là kích hóa cảnh, đây kích hóa cảnh nhanh lên 190 mạch. Con này thì thừa rất nhiều linh phách đơn nhưng mà không kích mạch, bởi vì là đợi những cái quả update từ Vinagame, để kiểu như là kích hóa cảnh nhanh ấy. Áng này thì hiện tại là có hiệu gì đây, hiệu Thiên Xu Ngọc Hàng thôi, hiệu 11. Đây là bảng F3 của áng. Vâng, đi thuần KV anh em nhé, đi thuần KV. Thân pháp 3K6 là tương đối là cao. Thì ở đây mình sẽ soi đồ cho anh em. Full set Chu Tức Tướng, full đá 8 luôn. Nón giảm thọ thương này, nón giảm thọ thương này. Áo full thân pháp đá 8, tất cả mọi thứ đều là đá 8 hết anh em ạ. Quần cũng là đá 8 này. Cặp ngọc phòng thủ bảo kích. Nói chung là cái phòng thủ bảo kích 415 điểm ấy thì là ở Võ Lâm Truyền Kỳ 2 là ok rồi. Là vừa ok anh em nhá, không bị thủng bảo kích. Đàn Chu Tức Tướng full đá 8 luôn. Full đam tín 20, chuyển sinh theo hướng, rất là hướng ác này hiện tại là đi quần, đó là quần thân pháp anh em ạ, chứ không phải là quần cái quần kia, cái quần chuyển sinh 10. Tí nữa mặc quần chuyển sinh 10 chắc là phải lên được 980k máu mất. Văn sức chọn thân pháp gân cốt, ô đầu tiên kháng 24, ô thứ hai kháng ngũ hành, ô thứ ba giảm bạo thương. Đương nhiên rồi anh em, Nga Mi Đàn thì sẽ đi, Nga Mi Đàn mà KV thì sẽ đi theo hướng như thế này anh em nhé. Thân pháp gân cốt, ô đầu tiên kháng, ô thứ hai kháng ngũ hành, ô thứ ba giảm bạo thương, đi theo hướng vô cụ. Để nói về kim xà con này thì kim xà con này thì thuộc loại hiện tại là kim xà 8 đẹp nhất của dòng Nga Mi Đàn rồi. Và cũng phải nói là không còn gì để chê đây anh em, nhìn cái kim xà này, áo choàng tẩy gần mắc binh luôn, rất là đẹp. Cái huy chương thì cả ba cái món kim xà này thì đều tẩy sinh lục anh em nhé, cho nên là máu rất là nhiều. Cái huy chương thì anh em thấy cũng gần mắc binh luôn, sinh lực 37.500, tẩy nội công. Xét kim xà này thì kim xà kháng tất cả, thân pháp sinh lực 39%. Tôi không thể tin được là có thể tẩy được, dùng tẩy tâm 8 thì tẩy được thân pháp mắc binh và sinh lực 39%. Ảo thực sự anh em ạ. Và kích mất món là mất khoảng 70k máu anh em ạ. Một món là mất 70k máu. Cái giày đây, giày 37 K5 sinh lực, thân pháp sinh lực kháng tất cả, rất là ngon. Nếu mà ngon nhất thì cái dòng 3 ấy, cái dòng thứ 3 thì nó là kháng tất cả thì sẽ là ngon nhất anh em ạ. Nếu mà được kháng tất cả là mắc binh nữa. Về mật tịch thì ác này sở hữu mật tịch tương đối là ok. Đây mật tịch chính ấy, mật tịch chính để mê tâm nhá. Thì mật tịch chính này mà tính chính là đam ấy, anh em thấy là 100% 4 phụ lục 9 thanh,
Con này tiến cấp mắc vô cụ 200 luôn rồi. Tiến cấp cũng khá ổn. Tiến cấp khá ổn. Anh em nhìn thấy đây. Này. Mê tâm này, 14 trên 20. Tính dạ từ 88% rồi. Tùy khúc 44 trên 50 gần mắc binh con này mà bây giờ bỏ khoảng chắc phải bỏ khoảng 20 được không nhỉ? 20 triệu. Mua để mua luyện anh em ạ. Ôi, vẫn còn rất là nhiều lịch luyện này. Tí nữa tôi rảnh tôi luyện thử xem anh em nhá. Tôi sẽ luyện tấn công nội công. Anh em thấy là đấy, anh em thấy này, rất nhiều nhá. Nói chung là gần mắc binh hết. Về mật tịch dùng để gảy loạn với cả gảy đứng im thì chúng ta có mật tịch đây. Đây chính là mật tịch gảy loạn và đứng im 10 thành 4 phụ lục. 12 ô anh em nhá, 12 ô. Thì mọi người thấy này, ở đây có cả yêu kiếm cao cấp. Mọi người thấy có một viên thủy nguyên tinh. Viên này kích hỗ trợ tấn công hỗ trợ mật tịch để đàn được 12 ô. Đó, dàn trâu. Dàn trâu thì tôi đánh giá con này nó không phải là dàn trâu xuất sắc. Dùng dùng tạm thôi để kích 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 bộ thôi anh em ạ. Đầu tiên là viên thủy này trên thị trường bây giờ có giá khoảng 2 triệu 2 triệu rưỡi. Nếu anh em mua. Tôi hôm đó tôi đọc giá thì là như vậy. Viên thứ hai viên vụ tối chân. Viên này cũng có giá trị này. Con Gamidan này rất là ảo nhá. Con Gamidan này đi full đi rất nhiều tốc anh em ạ, có hai viên tốc luôn. Nón giảm họ thương. Con này cảm giác như là con này build 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 đủ giảm họ thương rồi. Do vậy là người ta đi theo kiểu đó là đi tốc đam cho nó nhanh. Anh em có thể thấy là tốc thi triển này. Viên hạ ngự kinh giảm họ thương 6. Viên vân giảm họ thương 13. Viên vũ mạch tốc độ chạy giảm họ thương 11. Viên tuyết, ôi viên tuyết nhiều rất là nhiều giảm họ thương. Áo kênh rất là nhiều sinh lực. Đấy. Viên xương vô cụ sinh lực. Vậy là tóm lại cái dàn trâu này thì tôi thấy là chủ yếu để kích kích bộ thôi, kích bộ lấy vô cụ. Đây này. Phúc thủy tâm pháp giảm chờ 2 giây kích bộ thôi. Mê tâm này. Mê tâm 1 triệu máu. Mê tâm 1 triệu máu. Anh em thấy là đàm rất là to đúng không? Vâng. Giết chết được cả cọc gỗ luôn. Bởi vì bây giờ toàn hóa cảnh mà. Đấy, anh em nhìn gãy gọc. Úi giời. Vâng, gãy tí máu vàng ngay ấy mà. Tiếp tục gãy đây. Gãy tầm khoảng 3 phát thì chết cái cọc gỗ anh em ạ. 3 phát là chết cái cọc gỗ. Đàm rất là to. Hóa cảnh mà, bởi vì cọc gỗ nó không có thủ. Ok, bây giờ tôi sẽ test cho anh em ấy trước khi mà test người nha anh em nhá. Trước khi mà test người thì tôi sẽ làm một tí vui giải trí một tí cho anh em xem. Định mệnh mất hẳn 6 độ bền luôn. Cái gì phi điểu à? Như tôi vừa nhìn mới thấy hàng luôn anh em ạ. Anh em chờ một tí. Phi điểu là cái gì? Đồ mấy đây? Đồ cấp 5 mà. Thiên sư động 1 ra được đồ cấp 5. Bây giờ em sẽ đi tìm quái vật một thời linh 8 của anh em. Quái vật một thời linh 8. Đó rồi. Không biết à, đây rồi. Đích mày ảo nhi. Bọn này hình như áo ngũ Việt nó tổ nó kháng được ấy mà đúng không? Ảo tê. Loạn. À, ngô Việt lão tổ không kháng được anh em ạ. Rồi, choáng 6 giây rồi, không có yêu cổ choáng. Anh em nhìn quẻ mê tâm này.
Anh em nhìn quẻ mấy tâm này, gần 1 triệu máu lên bạo kích anh em ạ, gần 1 triệu máu lên bạo kích. À sắp chết rồi, sắp chết rồi anh em ạ, sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết con Ngô Việt lão tổ rồi. À sẽ ra đồ anh em nhá, sẽ ra đồ luôn, ra đồ luôn, mày chó với thầy đây. Rồi ra đồ luôn rồi, giết khá nhanh anh em ạ, mắc quá hay, hóa cảnh quá khá. Úi rồi thật dương luôn rồi. Ok bây giờ mình về nghịch một tí anh em nhá, mình về nghịch một tí. Vâng, đàn to vãi đái, tôi đeo kỳ 4 đấy, mở luôn. Bây giờ đi test người cho anh em về bịt kinh anh em ạ, mua giám định phủ 7, giám định tuổi thơ đấy anh em ạ, tuổi thơ đấy. Ngô Việt lão tổ giờ một một hit là chết anh em nhá, một hit là chết luôn. Ở đây không thằng nào bán đồ giám định 7 nhỉ, quên mất cái này. Đây là báo danh bang hội tinh anh thì anh em sẽ nhận được cái võ lâm thập nhị sứ này. Võ lâm thập nhị sứ này sẽ là báo danh bang hội tinh anh. Từ mình không thằng nào bán giám định phủ 7. Đây là làm nhiệm vụ bang anh em nhá, nhiệm vụ bang 40 này, huy chương đồng chế, vừa mới vào là huy chương đồng chế rồi. Ok anh em, bây giờ mình sẽ test. Chết với thầy. Sút rồi. Chết với thầy rồi. Chết với thầy rồi. Tommy. Sút làm sao mà chết được Nga bị đàn này anh em. Tuổi gì? Mặc dù tôi mới tập chơi Nga bị đàn thôi nhưng mà vẫn đủ sức để giết các thiếu lâm quyền trung tướng tướng Bắc Binh. Con này 190 mạch. Nhường quá, 228 rồi à? Bây giờ võ lâm 2 là 228. Con này có một tịch rất đẹp, 100% chín thành, 4 phụ lục. Vác 10%. Mắc vô cụ 200, bạo kích cộng thêm 100 điểm. Viên giản trâu cũng rất là bá đạo anh em ạ. Võ đăng kiếm này. Sút xem nhiều vác. Đó, anh em chờ tí cho Thủy Long Quyền sút thử xem là bao nhiêu vác sẽ chết nhá. Ấy à. Ấy à. Ấy à. Ôi, ngã luôn đã. Quá tuyệt vời đấy từ. Nào. Rồi chết với thầy rồi. Chết với thầy. Sút gãy chân rồi anh em ạ. Sút Nga Mì Đàn thì cũng chỉ gãy chân mà thôi. Vâng, trừ thủ còn 30%. Quá trâu bò ạ. Con này đi con Genji đi bang hội tinh anh cho tem 1 anh em nhá. Yếu cái gì? Cho sút lại, cho sút lại 10 vác, cho sút lại 10 vác. Để từ từ để tôi tăng máu phát anh em ạ. Hai con thuyền, từ từ anh em ạ, tôi lấy cửu chuyển để tăng cho nó nhanh. Hai con thiếu lông quyền tống là cút. Chín trăm sáu mươi chín k bật hiệu à con này chưa mặc đây, từ 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 lấy ngoại trang chuyển sinh 10 cho anh em xem. Nói chung con này mà đánh BK cẩn thận thì nó ăn minh giáo bút, kể cả thậm chí là có thể là chu tức xoáy cũng có thể đam chết được đấy anh em ạ. Rồi anh em thấy hiện tại là
là ác này đâu nhở, đồ ngoại trang rồi, quần chuyển sinh 10 không thấy, mà cũng hết vàng rồi. Hết vàng rồi anh em ạ. Thôi, có lẽ là vì một tí cho anh em xem. Clip của mình dừng lại tại đây. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi. Hẹn anh em ở các cái clip tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em buổi chiều vui. Anh em nào xem, anh em nhớ để lại cho Hình một like nhé. Ủng hộ free. Cảm ơn anh em rất nhiều. À quên mất, con này nó còn... Quên. Phần cuối. Quên mất, chưa tính giảm thọ thương của con này. Thì con Thiếu Lâm Quyền Tommy này nó có hai viên châu. Một qua là bỏ qua 14 này, một viên là bỏ qua 13. Thì tổng của nó sẽ là bỏ qua 27%. Thì bỏ qua 27% của nó thì để tớ tính xem là giảm thọ thương của con gái mì đàn này xem là có đủ không. Thì đầu tiên chúng ta có giảm thọ thương là 24, 8 x 3 24. 24 cộng 18 là 42. 42 mà cộng với cả 16. 42 cộng 16 là 42 cộng 16 58. 58 cộng với 18 của tỷ lệ chịu đòn giảm nửa là 76. 76 cộng với cả 6 là 82. 82% giảm thọ thương rồi. 82% cộng với Hiệu Ngọc Hằng 15% nữa. 82 mới cộng với 15 là 97 rồi. 97 mới cộng với cả, ở đây có giảm thọ thương 6, 97 cộng 6 là 103. 103 cộng với 13 là 116, 116 cộng với 11 127%. 127%. Ác này bỏ qua giảm thọ thương đúng 127% luôn. Thì tổng số là cho con Nga Mì Đàn đấy về không luôn anh em ạ. Cho con Nga Mì Đàn này về không. Đó, anh em có thấy không? Thì nó trừ giảm thọ thương đi, con Nga Mì Đàn này đúng về không một, à còn 100% chứ. Tức là vừa đủ 100% chứ không phải về không. Sorry anh em. Nhưng mà khi mà đánh bác hội tinh anh ấy anh em ạ, đánh bác hội tinh anh ấy, thì sẽ không đeo bét tốc gì đâu. Bét tốc này chỉ áp dụng khi mà mình đánh 1-1 thôi. Mà khi mà biết đối phương nó bỏ qua giảm thọ thương chưa cao. Thì ví dụ khi đánh bác hội tinh anh thì sẽ đeo bét này này. Đánh bác hội tinh anh thì sẽ đeo bét đây này. Thì anh em nhớ là 127. Mà cộng với 7 là 134 rồi. 134. Nhưng mà đánh bác hội tinh anh thì lại mất Hiệu Ngọc Hằng. Do vậy là phải trừ đi 15% giảm thọ thương. Tổng số nó chỉ còn là 119% giảm thọ thương khi mà đánh bác hội tinh anh thôi. 119% thôi. Thì thật ra thì 119 thì nó cũng đủ thôi. Đấy. Ok, clip của mình dừng lại từ đây nhé. Cảm ơn anh em theo dõi. Hẹn anh em các clip tiếp theo. Bye bye mọi người.